Tập 8. Rượu yêu ly tặng còn không? Hâm cho ta một ít. Trường Khanh, hôm nay nhạc nữ còn nói với ta, chàng và Ngũ tướng quân còn có Vương tử cùng đi tìm yêu ly, dẫn hắn vào cung gặp đại vương, đúng không? Phải. Sao chàng không dám nhìn ta? Yêu Ly tặng cho đại vương một vò rượu, nhưng rượu này lại trộn nước mặn. Chàng nói dối. Rượu Yêu Ly tặng đại vương chôn ở trong hầm đã mười mấy năm, không thể nào trộn nước mặn được. Với lại, nhạc nữ trước giờ không thích uống nước mặn. Trường Khanh, chàng hãy nhìn ta đi. Chàng nói ta biết đi. Vì sao phải chém đứt một tay của Yêu Ly chứ? Vì sao phải đâm chết nhạc nữ? Rốt cuộc là vì sao? Là đại vương sai khiến, hay Ngũ tướng quân, hay là chàng? Ta chỉ có thể nói với nàng, chuyện này liên quan tới tổn vong của nước Ngô. Thật sự là chàng sao? Nhưng ta không ngờ đã liên lụy tới nhạc nữ, lại là chàng. Trường Khanh, ta thật không tin chuyện này do chàng làm. Yêu Ly và nhạc nữ có ơn với chúng ta, chàng quên rồi sao? Lẽ nào chàng là kẻ vong ơn phụ nghĩa sao? Nhìn bộ y phục này đi, là nhạc nữ, nhạc nữ người ấy tặng cho ta. Trường Khanh, chàng nói ta biết đi, vì sao chàng lại ra tay độc ác với họ vậy? Nàng đang hận ta sao? Ta chỉ muốn chàng nói ta biết vì sao thôi. Vậy ta nói nàng biết, ta phải dùng một tay của Yêu Ly, còn cả mạng của nhạc nữ, để bù lại 3 vạn quân của Phu Khải, 3 vạn quân của Khánh Kỵ, tổng cộng là 6 vạn tính mạng của quân lính nước Ngô. Không, còn nhiều hơn nữa, là 6 vạn gia đình, 6 vạn xê nhi lão ấu. Bạch nữ, đừng nghĩ ta khát máu, mà ta đang dùng binh pháp của ta để ngăn đổ máu nhiều hơn. Đạt có thể tưởng tượng, một khi Khánh Kỵ đánh vào thành Cô Tô sẽ ra sao không? Sẽ là cảnh máu chảy thành sông. Mà trước khi hắn đánh vào thành Cô Tô, đã có mấy vạn quân sĩ phơi thây nơi hoang dã rồi. Nàng không hiểu, không hiểu sự tàn khốc của chiến tranh, vì nàng là nữ nhân. Cũng vì nàng là nữ nhân nên không cần hiểu chiến tranh. Nhưng cứ mỗi một cuộc chiến tranh đều sẽ không tha cho nữ nhân, đều sẽ khiến họ cửa nát nhà tan. Trận chiến này đã bắt đầu rồi. Là ta, trượng phu của nàng, vận dụng binh pháp để đánh.
dùng một tay của Yêu Ly để đánh với mấy vạn binh mã của Khánh Kỵ, dùng một tay của Yêu Ly để cứu vớt nước Vô Lâm Huy. Bạch nữ, ta đang cứu 6 vạn tính mạng, đang cứu thành Cô Tô, đang cứu cả nước Ngô đó. Nàng hiểu không? Nhạc nữ, nhạc nữ, nhạc nữ à. Phía trước chính là Cô Tô, chính là Hạp Lư. Thu hồi Cô Tô, thu hồi Cô Tô, chém giết Hạp Lư, chém giết Hạp Lư. Lập công tử Khánh Kỵ làm Ngô Vương, lập công tử Khánh Kỵ làm Ngô Vương. Bẩm báo công tử, một tên ủ rượu thoát ra từ thành Cô Tô nói là quen biết công tử. Công tử, tiểu nhân Yêu Ly tới xin nương nhờ công tử. Yêu Ly, Yêu Ly ủ rượu à? Lúc bổn công tử xuất chinh còn từng uống rượu ngươi cơ mà, mùi vị thơm. Vương Vấn hỏi Yêu Ly, bổn công tử đã nghe nói rồi, tên Hạp Lư đó vì một vò rượu mà chặt tay ngươi, giết thê tử ngươi. Hạp Lư tàn ác như vậy, lẽ trời khó dung, lê dân bách tính thành Cô Tô đều đang chịu khổ rồi. Công tử minh giám, Hạp Lư đó từ sau khi xoán ngôi, trưng đinh luyện binh, tăng cường thành ấp, tu sửa sông ngòi, hại lê dân bách tính khổ dịch vô cùng. Già trẻ thành Cô Tô đều đang ngóng chờ công tử sớm ngày quay về Cô Tô, chờ công tử đăng cơ làm vương đó. Ý trời đã vậy, bổn công tử há dám làm trái ý trời. Yêu Ly, chờ bổn công tử thu hồi Cô Tô rồi sẽ chảm Hạp Lư báo thù cho ngươi. Tiểu nhân nguyện theo công tử. Yêu Ly nguyện hầu hạ bên cạnh công tử. Được, nhưng Yêu Ly ngươi thiếu một cánh tay, e không cầm được kích. Tới hậu quân đi, làm người hầu rượu, thay bổn công tử tới thành Trung Ly nếm rượu, chọn mua rượu. Chờ đánh về thành Cô Tô rồi hãy ủ rượu cho bổn công tử. Tuân lệnh. Sắp tới rồi, nhìn đi, núi rừng cũng bị chiếu rọi tới đỏ rực luôn rồi. Tiên sinh, Điền Địch nghe nói kiếm của Can Thương là kỳ bảo thiên hạ. Lần trước Điền Địch đi tìm thiếu phu nhân, nhìn thấy hơn 300 bé trai bé gái khoác áo gai đang thêm thang thổi gió, là vì sao vậy? Can Thương đang truy điệu Mạc Tà, mong Mạc Tà phù hộ ông ta rèn kiếm thành công. Mạc Tà, Mạc Tà là ai vậy tiên sinh? Điền Địch trước giờ chưa từng nghe nói tới. Mạc Tà là phu nhân của Can Tương. Trong núi Côn Ngô Đồng xa xôi có một loài thú kỳ quái. Con giả thú này ăn sắt thép quằn quại, ăn trộm cả binh khí. Thứ gạo trong dạ dày nó ra miệng 3 năm vẫn không chảy ra, gọi là thiết đản thận. Can Tương mang thiết đản thận này về rèn kiếm, nhưng luyện 3 năm vẫn không chảy ra. Sau đó phu nhân của Can Tương là Mạc Tà đã tự mình nhảy vào trong lò. Trong lò lóe lên ngọn lửa 7 màu, đỏ, vàng, lam, cam. Lúc này thiết đản thận mới hòa với sắc tinh luyện, hóa thành nước thép đỏ rực, đèn thành thiên hạ đệ nhất danh kiếm. Kiếm Cự Khuyết. Thanh kiếm Cự Khuyết này ra đời, đầu tiên bị đại tướng nước Sở là Thân Bao Tư mua, dâng cho Sở Bình Vương. Sở Bình Vương lại coi như bảo vật tặng cho Tấn Khang Vương. Tấn Khang Vương vui mừng gả con gái cho Sở Bình Vương. Nước Sở, nước Tấn kết thêm một mối nhân duyên tốt đẹp.
thổi đi. Bắt đầu hạ nhiệt độ rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng hết rồi. Gió, thổi gió đi. Các ngươi dừng lại làm gì? Vì sao các ngươi dừng lại? Sao lại dừng lại? Các ngươi muốn hủy hoại căn thương hay sao? Nếu nước thép trong lò đông lại thành cặn, lò cũng sẽ hỏng. Hỏng hết, hỏng hết, hỏng hết rồi, hỏng hết rồi. Sư phụ, ngươi đừng quá đau lòng. Y La hiểu chuyện gì rồi? Còn hiểu gì? Không phải sư phụ nói năm đó sư mẫu vì rèn kiếm cho nên... Đừng! Đừng nói! Sư phụ, để Y La nhảy vào lò, để tế bái thân lò đi. Chỉ cần sư phụ vẫn còn nhớ lý do Y La muốn rèn ra kiếm là gì thôi. Ta nhớ, con rèn bảo kiếm là vì lấy mạng tên Tôn Vũ đó. Sư phụ hứa với con, chỉ cần rèn được bảo kiếm rồi, sư phụ sẽ giúp con giết tên Tôn Vũ đó. Sư phụ, một lời đã định. Một lời đã định. Y La, Y La, nhanh, nhanh, nhảy xuống. Y La, ngươi là ai? Ngươi là ai? Nhanh cút ra. Ngươi không nhìn thấy lửa không bốc lên, lò luyện đang giảm nhiệt độ à? Hỏng rồi, hỏng hết rồi. Y La, nhanh, nhảy, nhảy đi. Nhảy đi. Ông chính là căn tương luyện thép rèn kiếm đó sao? Bớt nói thừa, cút ra. Ngươi không nhìn thấy, ngươi không nhìn thấy lửa không bốc lên được à? Y La, nếu như nàng muốn lấy mạng ta, giờ ta có thể cho nàng. Nhưng tuyệt đối, nàng không được nhảy. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, sao người có thể vung kiếm đâm vào tiến sinh? Ngài ấy là phu quân của người. Phu quân, phu quân ta sẽ giết tỷ tỷ ta sao? Người chính là Tôn Vũ, tướng quân và đại vương Hạp Lưu Phong mà. Chính là tại hạ. Rốt cuộc ông là người như thế nào? Lúc mạnh mẽ thì lòng dạ sắt đá. Trên Cô Tô Đại, nghe cái đại vương nói, ông cũng không tha. Nhưng ông hiện giờ, ông nhìn ông hiện giờ xem, ông hiện giờ còn giống tướng quân sao chứ? Nàng chưa giết chết ta, ta vẫn là đại tướng quân của nước Ngô. Ta thật sự muốn giết chết ông. Y La, theo ta về nhà đi. Ta không có nhà. Nhà của ta ở thành Trung Ly. Ta sẽ báo thù thay nàng. Ta nhất định sẽ khiến cho Nan Họa chết trước mặt ta. Tin ta đi. Ông và Nan Họa đều là kẻ thù của ta. Y La, Y La, báo. Tôn tướng quân, đại vương có lệnh mời Tôn tướng quân nhanh chóng hồi cung. Biết chuyện gì không? Tiểu nhân không rõ lắm, chỉ nghe thành Cô Tô đều đang đồn đại phu khái tướng quân không cản nổi Khánh Kỵ. Khánh Kỵ sắp đánh về Cô Tô rồi. Lại là Khánh Kỵ. Đại vương, Tôn Vũ tới trễ, xin đại vương thứ tội. Tô Mãi Khanh, quả nhân đang chờ Khanh.
Phu Khái và Khánh Kỵ đang giằng co cách con sông. Dường như ngày nào Phu Khái cũng kêu Quả Nhân phái binh tăng viện. Quả Nhân đã không biết xử lý chuyện này sao mới tốt đây. Đại vương không cần sốt ruột, men rượu đang lên men rồi. Ý Khanh nói là Yêu Ly đó à? Chưa phải hả? Quả Nhân không yên tâm. Thời khắc khẩn cấp như này, lại giao Giang Sơn xã tắc của Quả Nhân cho một mình Yêu Ly, lỡ có bất trắc gì, vậy thì thành Cô Tô khó giữ được rồi. Vậy xin đại vương hạ lệnh, phái Tôn Vũ tới quân doanh của Phu Khái đi. Một là có thể làm giám quân, hai là có thể qua sông tìm Yêu Ly, đốc thúc Yêu Ly nhanh chóng hành động. Được, Quả Nhân đang có ý này. Vậy Quả Nhân giao an nguy của Cô Tô cho Khanh và Yêu Ly đó. Xin đại vương yên tâm, Tôn Vũ lao vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Báo. Báo, bẩm tướng quân, tiểu nhân sang bên kia sông thăm dò được Sở Chiêu Vương phái tướng quân Thân Bao Tư tới quân doanh của Khánh Kỵ việc quân điểm binh. Thân Bao Tư, hắn được coi là đệ nhất đại tướng của nước Sở, ngay cả hắn cũng tới rồi. Tên oắt Sở Chiêu Vương lại xem trọng Khánh Kỵ như vậy. Yêu Ly, người muốn đi đâu? Tới chỗ công tử xem thử. Không phải nói tướng quân Thân Bao Tư của nó sợ sắp tới rồi sao? Một tên hầu rượu như người lại luôn muốn gặp công tử, có biết phép tắc không vậy? Nhanh đi đốt lửa đi. Thân Bao Tư thay mặt Chiêu Vương nước Sở tới duyệt quân điểm binh. Khánh Kỵ khấu kiến Chiêu Vương, khấu kiến Thân tướng quân. Mời bình thân, Khánh Kỵ công tử. Hân hạnh. Thân Bao Tư nghe danh công tử đã lâu, nay được gặp đúng là phúc ba đời. Thân tướng quân khách sáo rồi. Khánh Kỵ nghe danh thân tướng quân là đệ nhất đại tướng quân nước Sở đã lâu, nay thay Chiêu Vương tới duyệt quân điểm binh, thật là vinh hạnh cho Khánh Kỵ. Mời tướng quân vào lều tướng kỵ ngơi trước. Khánh Kỵ đã chuẩn bị xong danh sách tên các đội quân lính, mời tướng quân xem qua. Mời. Mời. Báo. Bẩm báo tướng quân, Tôn Vũ tướng quân tới. Tôn Vũ tướng quân tới. Phu Khái tướng quân, nhiều ngày tác chiến với Khánh Kỵ vất vả rồi. Đại vương nói rồi, chờ ngài về Cô Tô nhất định ban thưởng hậu hĩnh. Tôn tướng quân quá khen rồi. Phu Khái tướng quân, trong trận huyết chiến vẫn phải tắm gội hàng ngày sau. Không tắm gội khó vào giấc ngủ, ta quen rồi. Tôn tướng quân, ngài mang theo bao nhiêu viện binh tới? Đại quân còn bao lâu nữa thì tới? Để cho Phu Khái truyền lệnh chuẩn bị quân trướng, còn phải nấu cơm để giải cơn đói mệt. Tôn Vũ không mang theo một binh một tốt nào hết, chỉ có gia nô là điền địch theo ta tới thôi. Tôn tướng quân, đây đang ở trong quân, không được nói đùa. Chuyện liên quan tới quân cơ, sao dám nói đùa?
Đại vương tạm thời không có binh mã để phái, thật sự chỉ có một mình Điền Địch theo ta tới thôi. Lẽ nào đại vương muốn nhường vương vị cho Khánh Kỵ à? Tôn tướng quân, mời đi theo ta. Mời Tôn tướng quân xem. Khánh Kỵ đó binh mạnh ngựa khỏe, chiến xa thuyền chiến lên tới hàng ngàn, lại có quân sở làm hậu thuẫn. Nếu đánh thật, Phu Khái dẫn theo 3 vạn binh mã, e đã sớm bị hắn đánh không còn manh giáp. Nếu đánh thật à, Phu Khái tướng quân nói vậy là sao? Lẽ nào Khánh Kỵ và ngài đánh giả hay sao? Khánh Kỵ coi Phu Khái thành tiền cược, hắn muốn cho Sở Chiêu Vương xem. Khánh Kỵ vốn là cháu ta, ta hiểu tính tình của hắn. Con người Khánh Kỵ vừa dũng mãnh lại tự phụ, vốn không coi 3 vạn binh mã của Phu Khái ra gì. Vậy thì vì sao hắn vẫn chưa đánh qua, rồi đánh thẳng tới Cô Tô? Hắn đang đòi tiền vốn với nước Sở. Do Phu Khái dẫn quân ở đây, nên Khánh Kỵ càng dễ đòi nhiều tiền vốn với Sở Chiêu Vương. Sở Chiêu Vương từng cho hắn 3.000 con ngựa chiến, còn phái người làm chiến xa thuyền chiến cho hắn. Mấy chuyện tốt này đương nhiên càng nhiều càng tốt. Hôm trước Sở Chiêu Vương phái thân bao tư tới duyệt quân điểm binh. Ngay cả đệ nhất đại tướng quân của nước Sở thân bao tư cũng tới rồi. Ta phải thám tử qua sông nghe ngóng được. Khánh Kỵ lại đòi Sở Chiêu Vương càng nhiều tiền vốn hơn, lần này lại càng đòi lớn hơn nữa. Nếu đòi được thì Khánh Kỵ ác sẽ dốc toàn lực đánh về Cô Tô. Lần này Khánh Kỵ đã đòi Sở Chiêu Vương thứ gì nữa? Sở công chúa. Sở công chúa. Các vị ái khanh bình thân đi. Đại vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thần ái khanh, quả nhân phái khanh tới quân doanh của Khánh Kỵ duyệt quân điểm binh, thu hoạch được gì rồi? Hồi bẩm đại vương. Thần thay đại vương tới quân doanh của Khánh Kỵ duyệt quân điểm binh. Hiện giờ Khánh Kỵ còn có 3.200.000 binh tốt, 2.300.000 con chiến mã, 2.200 chiếc chiến xa, 830 chiếc thuyền chiến. Quân lính của Khánh Kỵ đều được huấn luyện đầy đủ, mạnh mẽ thiện chiến, vốn là chủ lực của nước Ngô. Quân thật sự không thể nhiều hơn nữa. Khánh Kỵ cảm ơn đại vương khoan hậu nhân ái, nguyện liên quân với quân Sở tập kích Cô Tô, bắt tên gian tặc Hạp Lư. Thần cho rằng đây là cơ hội tốt trời ban để nước Sở diệt Ngô. Nếu Khánh Kỵ đã có thực lực như vậy, vì sao vẫn chưa đi đánh Hạp Lư, còn chờ ai nữa? Khánh Kỵ tướng quân muốn xin đại vương, hắn lại muốn cái gì nữa? Lại cần ngựa sao? Lần trước đã cho hắn 3.000 con ngựa rồi. Quả nhân có ngựa, thứ ta có là ngựa, cho hắn thêm 5.000 con đi. Hắn vốn nên làm đại vương nước Ngô, lại bị Hạp Lư giành vương vị. Thương cho hắn đi. Lần này Khánh Kỵ, hắn muốn không phải là ngựa à? Thần ái khanh, khanh không cần sợ quả nhân trách tội khanh đâu. Nói đi, Khánh Kỵ đáng thương đó rốt cuộc muốn cái gì nữa? Khánh Kỵ muốn xin đại vương làm chủ, muốn cầu thân công chúa linh việc. Cái gì? Hắn muốn cầu thân tỷ tỷ của quả nhân à? Nếu Sở Chiêu Vương đồng ý với Khánh Kỵ, vậy thì Khánh Kỵ đó ác sẽ liên quân với nước Sở cùng tấn công nước Ngô. Sở Chiêu Vương đỡ gả công chúa cho Khánh Kỵ sau. Dù Sở Chiêu Vương không bằng lòng, thân bao tư cũng sẽ khuyên, vì thân bao tư đó đã đồng ý với Khánh Kỵ rồi. Đại vương, tuyệt đối không thể ân chuẩn cho Khánh Kỵ. Thiên hạ nước Sở không ai không biết công chúa Linh Việt có dung nhan chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, thật là quốc bảo của nước Sở. Khánh Kỵ đó là gì? Chỉ là một con chó lưu vong. Vì một con chó mà mang quốc bảo nước Sở công chúa Linh Việt gả thấp cho hắn, không chỉ đánh mất tôn nghiêm của nước Sở, cũng sẽ giúp tăng uy phong của nước Ngô. Đại vương, thần cho rằng nước Sở và nước Ngô ắt có một cuộc chiến. Hạp Lư giết Quỳnh Soán Ngôi,
Trước phong đạo Phạm Vũ Tử Tư của nước Sở làm tướng, sau lại phong Tôn Phụng của nước Tề làm tướng. Hạp Lưu chiêu mộ nhân tài khắp nơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, trưng đinh luyện binh, tích trữ lương thảo, xây sửa xong rồi. Lòng Hạp Lưu muốn diệt Sở dường như ai ai cũng rõ. Thần từng đọc kỹ 13 cuốn binh pháp Tôn Tử và Tôn Vũ viết, có thể nói từng cuốn tuyệt diệu. Nước Ngô được Tôn Vũ phò trợ, nước Sở nguy trong sớm tối. Thần tướng quân, đừng có nâng cao sĩ khí của kẻ khác nữa. Hạp Lưu đó là cái thá gì? Đại vương, thần dẫn vài ba vạn binh mã lập tức sang bằng Cô Tô, bắt tên Hạp Lưu đó. Quả nhân nhớ ra rồi. Trung thu năm ngoái, nàng Ái Khanh từng nói lời này. Lúc đó lệnh doãn quân Bắc là Ngô Phương Liêu. Thần muốn sang bằng Cô Tô, đáng hận bị Khánh Kỳ cắn đường thần. Nói vậy Khánh Kỳ đó vẫn hữu dụng rồi. Làm gì vậy? Ta đưa rượu cho công tử. Tối đến công tử phải uống rượu đó. Chưa được công tử truyền lệnh, ai cũng không được vào gặp đâu. Người đã đưa rượu tới rồi. Về hậu quân của người đi, nhanh lên. Nhanh. Khánh Kỵ dũng mạnh đứng đầu ba quân vạn người khó địch. Thần cho rằng nên dùng con dao Khánh Kỵ này giết Hạp Lư để thay thế. Nếu gả công chúa lên việc cho Khánh Kỵ, có thể trói chắc Khánh Kỵ lên chiến xa của nước Sở rồi. Như vậy đại vương vừa có được ba vạn binh mã đó của Khánh Kỵ, lại có thể giúp hắn đánh về Cô Tô, lật đổ Hạp Lư. Nếu Khánh Kỵ lật đổ Hạp Lư trở thành quân vương nước Ngô, thì có thể vĩnh viễn giải được nguy khốn của nước Sở rồi. Tuyệt đối không được. Đại vương tuyệt đối không thể gả thấp công chúa Linh Việt cho tên thất phu Khánh Kỵ đó. Không chỉ là mất mặt người nước Sở mà sẽ hại tới công chúa nữa. Công chúa, phàm là chuyện dính tới công chúa thì nhiều phiền phức rồi. Nhắc tới công chúa, Tôn tướng quân nghĩ tới Y La sao? Y La, phải. Y La cũng là công chúa, là công chúa đại vương thân phong. Gần đây Y La vẫn khỏe chứ? Phù Khải tướng quân, Tôn Vũ khuyên ngài tương lai mặc kệ lấy ai cũng không nên lấy công chúa, dù là Sở công chúa cũng không nên lấy, nhiều phiền phức lắm. Phiền phức lắm. Tôn tướng quân, mời đi theo ta. Thần Ái Khanh, nàng Ái Khanh không cần tranh cãi. Quả nhân muốn mượn con dao Khánh Kỵ này để diệt trừ Hạp Lư, trừ hậu hoạn. Nhưng công chúa là tỷ tỷ của quả nhân, quả nhân luôn xem tỷ ấy như mẫu thân, sao có thể gả cho Khánh Kỵ? Nếu công chúa gả xa tới Cô Tô, nếu quả nhân nhớ thương tỷ ấy cũng không gặp được, vậy thì làm sao mới được đây? Bãi triều. Đại vương vạn quế, vạn quế, vạn vạn quế. Y La, Y La đâu rồi? Người đâu? Tướng quân, công chúa đâu? Các người bảo vệ công chúa, người đâu rồi? Công chúa, lúc này công chúa vẫn còn ở đây, nhưng lúc Tôn tướng quân tới thì không thấy đâu nữa. Truyền lệnh kiểm tra khắp nơi, nhanh chóng tìm được công chúa, đưa công chúa về đại doanh. Dạ. Cô ấy bị quân lính đi tuần bên sông nhìn thấy, đưa cô ấy tới quân doanh. Quân lính cho rằng cô ấy là gian thể nước Sở, nhưng ta vừa nhìn liền nhận ra thiếu phu nhân, cho nên đưa cô ấy về đây. Ta hỏi thiếu phu nhân sao lưu lạc tới đây, cô ấy nói cô ấy muốn về Trung Ly xem thử. Cô ấy là người Trung Ly. Phu Khải vốn muốn chờ đại quân về Cô Tô, sẽ đưa cô ấy về Cô Tô, sẽ trả lại cho ngài. Nhà thuyền, nhanh đưa ta qua sông đi. Nhà thuyền, nhanh đưa ta qua sông. Nước sông sâu như vậy, nàng muốn mất mạng hay sao? Ta chết hay sống không cần ông lo. Ta hận ông, tuyệt đối sẽ không về Cô Tô với ông đâu. Nàng muốn về Trung Ly à? Ta muốn về nhà. Trung Ly mới là nhà ta. Nhưng nàng quên mang theo đàn của nàng rồi.
Y La, nếu nàng cố chấp muốn đi, ai cũng không cản được nàng. Nhưng nàng đi tới đâu cũng đừng quên, ta trước sau vẫn là phu quân của nàng. Phu quân Tôn Vũ, ông nhớ lấy cho ta, ông vĩnh viễn là kẻ thù của ta, kẻ thù của tỷ tỷ ta. Ta tuyệt đối không tha cho ông. Ông nhanh cút đi cho ta. Nhà thuyền, cho mượn thuyền đưa người qua sông. Ông muốn thả ta đi sao? Là tiễn nàng đi. Ông không sợ đại vương đòi người à? Ta là công chúa đại vương thân phong đó. Nếu đại vương đòi người, ta sẽ bẩm đại vương thiếu phu nhân về nhà nương thăm viếng rồi. Lúc nào muốn về Cô Tô thì về, nơi đó cũng là nhà của nàng. Tôn tướng quân, Phu Khái không hiểu sao ngài lại thả Y La đi. Công chúa xin dừng bước. Không nhận ra lão hủ sao? Vương thúc, Hạp Lư Phù Khái đều là cháu ta, Khánh Kỷ là cháu nội ta. Chúng dùng binh đao đấu đá nhau, ta há có thể không tới xem mà. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Vì một ngôi vương mà chúng tranh tới sức đầu chảy máu, hãy hàng ngàn hàng vạn gia đình ly tán, nhà tan cửa nát. Y La, cô có bằng lòng theo lão hủ đi chu du bốn bể không? Lão hủ muốn học theo biển thước hành y cứu đời, nhưng lại thiếu một đồ đệ. Vương thúc khoan hậu nhân ái, thiên hạ đều biết Y La có tài đức gì có thể được bái vương thúc làm sư phụ đây. Vương thúc tại thượng, Y La xin khấu đầu với người. Đứng dậy đi. Đứng dậy nha. Sư phụ, đồ nhi. Phu Khải tướng quân, ngài xem 30,000 binh mã trong quân doanh của Khánh Kỵ ở bờ bên kia hùng tráng biết bao. Một đội thiết quân của nước Ngô tuyệt làm sao? Khánh Kỵ tuyệt không phải kẻ tầm thường. Phu Khải lo lắng, một khi Khánh Kỵ đòi được đủ tiền vốn, ác sẽ dẫn đại quân tiến tới Cô Tô. Tới lúc đó thì khó mà cản nổi. Tôn tướng quân, hiện giờ đang là lúc cần dùng binh pháp và thao lược của ngài. Hãy nhanh nghĩ cách phá địch đi. Phu Khải tướng quân, ngài nhanh chóng chọn ra 50 tinh binh, đóng giả làm đào binh, vượt sông trong đêm, trà trộn vào trong quân doanh của Khánh Kỵ, chờ đợi thời cơ. Chờ đợi thời cơ gì? Xin tôn tướng quân nói rõ.
Một khi khởi sự, 50 tinh binh này sẽ đưa toàn bộ 3 vạn binh mã của Khánh Kỳ qua đây. Đó là binh lính tốt nhất của nước Ngô. Phu Khải tướng quân thu nhận toàn bộ có được không? Chờ khi ngài Khải Hoàng về Cô Tô, sẽ có 6 vạn đại quân rồi. Tôn tướng quân, còn chưa quyết chiến với Khánh Kỳ, nói gì tới thu nhận binh mã của Khánh Kỳ đây? Quyết chiến đã bắt đầu rồi. Ở đâu? Là tướng quân nào đang quyết chiến với Khánh Kỳ? Ta, Tôn Vũ, đang quyết chiến với Khánh Kỳ. Trừ khi Tôn tướng quân còn dẫn theo một nhánh binh khác, cần gì một nhánh binh mã nữa? Chỉ một người là đủ. Hắn chính là một thanh kiếm sắt của Tôn Vũ, đã cắm vào trong ngực Khánh Kỵ rồi. Đại vương, tuyệt đối không thể làm vậy. Khánh Kỵ quy thuận nước Sở, chôn sống Khánh Kỵ và quân tốt của hắn là bất nhân bất nghĩa, sẽ bị thiên hạ chê cười, mất nhiều hơn được. Chư hầu sẽ ồn ồn rời xa đại vương. Hận cho rằng cách hay nhất hiện giờ chính là ân chuẩn lời cầu thân của Khánh Kỵ. Thân bao tư. Cả đêm qua, lẽ nào Khanh vẫn muốn ép quả dân gả công chúa cho Khánh Kỳ đó sao? Hận cho rằng việc này tuy ấm ức cho công chúa, nhưng mà quả nhân không muốn nghe nữa. Công chúa là tỷ tỷ của quả nhân, sẽ có thể để tỷ ấy ấm ức cho được. Thân bao tư, Khanh thật là bao gan. Hết lần này tới lần khác ép quả nhân ân chuẩn, Khanh có dụng ý gì? Thân một lòng trung thành với đại vương, với nước Sở, thân phải để Sở mạnh diệt Ngô. Cầm miệng đi. Công chúa cầu kiến đại vương. Thần, công chúa Linh Việt khấu kiến đại vương. Công chúa miễn lễ, bình thân. Đại vương, thần nguyện xả thân gả cho Khánh Kỵ để giải mối lo của nước Sở, tránh họa chiến loạn cho lương dân. Thần dùng thân mình có thể cứu vạn dân thoát cảnh nước sôi lửa bỏng. Đáng mà. Thần xin đại vương ân chuẩn. Mời công chúa đứng lên, nhanh đứng lên. Đại vương, thần thân là công chúa, nên hiến thân vì nước. Nếu đại vương không ân chuẩn, công chúa Linh Việt cứ quỳ mãi không đứng lên đâu. Tỷ tỷ mời đứng lên, đứng lên đi.